Xin chào quý vị, thì hôm nay tôi lại giới thiệu cho quý vị và các bác một tác phẩm sám núi hay còn là sám trái. Tác phẩm này có một cái dáng độ khá là đẹp, rất là duyên. Thì chúng ta cùng đánh giá kỹ về cái tác phẩm này. Sám núi này nó cũng khá già rồi các bác, và là sắm núi hay là còn gọi sắm trái các bạn nhé, rất là nhiều trái này. Nó có một cái cần đổ là khá là duyên. Đây, chúng ta có thể nhìn tổng quan hơn về cái cần đổ của nó. Tổng chiều dài từ trên cái thân đế mà xuống dưới này nó rơi khoảng tầm 80 các bác ạ. Khoảng tầm 80 nhá. Đây chúng ta có thể nhìn rất là nhiều trái này, sắm núi rất nhiều trái, và là cái cách mà phân bổ của cái tác phẩm này thì nó rất là đều rồi. Ở trên thì thân của nó về dưới này thì nó rất là đều nhá. Thì đây là cũng là một tác phẩm đẹp. Các bác xem thấy thích thì các bác có thể giao lưu để liên lạc để mà giao lưu các bác nhé. Sắm núi mà có một cái dáng thế như thế này thì nó cũng quý các bác, nó cũng đẹp rồi đấy. Không dễ gì mà mình một ngày một ngày hai có thể tạo ra cái tác phẩm này đâu. Hồi đầu đúng nghĩa luôn. Vừa cân đổi về tỷ lệ. Rồi, cái tác phẩm tiếp theo cũng là tác phẩm sắm núi mà em muốn gửi đến các bác này. Cũng kế bên này luôn. Thì đây là cái tác phẩm sắm núi thứ hai. Cái này các cái giám trí đồ mình chưa làm sạch thì nhìn nó chưa toát lên cái vẻ đẹp của nó đâu các bác. Nhưng mà cái này thì các bác về làm theo cái sở thích của bác còn đẹp hơn rất nhiều. Cái này hoành nó là 20 các bác. Và được đổ ôm theo cái chầu này, tổng chiều cái hướng đổ xuống cái này thì nó rơi khoảng tầm 70 thôi, nó thấp hơn cái kia. Khá là duyên dáng và uyển chuyển. Đây là cái mặt ở phía sau. Đây là cái tác phẩm thứ hai rồi, em sẽ giới thiệu cho bác một tác phẩm tiếp theo nhé. Cũng là một tác phẩm sắm núi, rất là đẹp ạ. Thì bây giờ chúng ta cùng đi đến và đánh giá nhận xét về cái tác phẩm sắm núi ở phía bên này. Đây, tác phẩm sắm núi tiếp theo em muốn giới thiệu và gửi đến các bác là tác phẩm này. Nó cũng có một cái dáng độ được đặt ổn định trên cái thân chầu này rồi. Đây, một số cái chi tiết về cái hướng đổ của tác phẩm này cũng khá là duyên. Rất là mềm mại. Ở clip lần này thì em sẽ dành cho các bác một số cái tác phẩm sắm núi. Thì em sẽ quay và gửi các bác. Các bác xem thấy cái nào mình cảm thấy thích thì các bác cứ mình mà dàn liên lạc để mà giao lưu các bác nhé. Số điện thoại thì em sẽ để ngay ở trên video luôn. Các bác hãy nhấn vào đó để giao lưu. Thì các bác yêu thích một số cây nào thì nêu ra cái đặc điểm của cây và liên lạc với chủ cây để mà giao lưu các bác nhé. Cốt cây này thì cũng khá đẹp đấy. Đây là cái cân rơi của nó các bác này. Nơi đổ xuống cũng nhìn rất là duyên ạ.
Cái này chưa được làm sạch các bác nhé. Cái này làm sạch thì nó còn đẹp hơn rất là nhiều. Rồi em sẽ giới thiệu bác tác phẩm tiếp theo. Em sẽ đi đến cái tác phẩm 60 tiếp theo để gửi cho các bác đừng vội rơi màn hình nhé. Những tác phẩm em quay lên đây thì lựa chọn những tác phẩm đẹp ấy. Các bác đừng vội rơi màn hình nhé. Rồi chúng ta cùng đi nào. Ở bên này thì cũng là một tác phẩm xăm núi các bác này. Cái này chưa được làm sạch lắm các bác nhé. Nhưng mà hầu như là nó có cái dáng đổ các bác. Nó cũng khá đẹp đấy. Thì cái này các bác nếu như mua về các bác phải làm lại nhé. Cắt tỉa lại cái bộ bóng tay. Và là thấy cái chậu, cái đốn chậu này thì nó hơi cũ rồi các bác. Nhưng mà nó có dáng thể sẵn rồi. Cái này thì nó có dáng thể sẵn rồi này. Cái này là cái đáng lên tiền ấy, tại vì em nhìn tổng quan cái này thì nó cái dáng của nó uyển chuyển và nó mềm hơn các bác ạ. Rất là mềm. Và mình chỉ cần làm sạch lại một cái bộ ống tay thì đã thể hiện được cái dáng vẻ của nó. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái tác phẩm tiếp theo cùng là những cây sam núi các bác nhé. Ở clip lần này thì em sẽ dành cho những cây sam núi để các bác nhìn và có thể giao lưu được. Với cái giá cả nó cũng khá là mềm. Tác phẩm tiếp theo cũng là dòng họ sam các bác ạ. Nhưng mà cái này là cây sam hương các bác nhé. Cái này là cây sam hương. Nhưng mà tiền thì em quay luôn gửi đến các bác có thể các bác đánh giá được cái này thì liên lạc để mà giao lưu. Đây là cây sam hương các bác nhé. Ở trên thì nó được phân bổ các cái bộ bóng tay bóng tàng ở trên trên một cùng nhìn cũng rất là lạ mắt và rất độc đáo ạ. Ở phía trên này thì chúng ta nếu như mà mua về thì chúng ta còn phải làm lại. Sam hương chứ không phải sam núi các bác nhé. Cái này là cái dòng sam hương. Cốt nó cũng khá là bự, nó bám theo cái đường đá, nó tạo thành cái đường lụa cho thân cây các bác này. Nó len lỏi này, các cái nốt rễ nó len lỏi trong các cái khe đá. Đối với cây sam hương này thì em chỉ quay sơ thôi. Các bác nào quan tâm thì hãy liên lạc, chứ em không quay kỹ cái này nữa đâu các bác. Em sẽ đi đến cái tác phẩm sam núi rồi. Đây là cũng là một cái tác phẩm sam núi các bác này. Cái tác phẩm này thì nó khác biệt hơn, nó được đặt trên một cái hòn non bộ. Một số cái tác phẩm sam núi bên này thì em không tính nha. Em chỉ quay kỹ về cái tác phẩm sam núi ở phía trên hòn non bộ này. Nó cũng có một cái đổ ôm theo cái hòn non bộ khá là đẹp. Thì chúng ta cùng ngắm nhìn cái tác phẩm này. Đấy, các bạn thấy được cái sự uyển chuyển này. Nó cố định trên cái hòn non bộ này khá lâu rồi, chắc chắn rồi. Khá là đặc biệt ạ. Đây, ở góc nhìn xã này chúng ta có thể nhìn kỹ hơn về cái tác phẩm sam núi này. Rồi, em sẽ giới thiệu cho các bác một tác phẩm sam núi tiếp theo cũng rất là đẹp và là cũng là cái tác phẩm cuối cùng trong clip này. Thì các bác cùng theo chân em đến cái tác phẩm sam núi đặc biệt này các bác nhé. Và đây là cái tác phẩm cuối cùng trong clip lần này của kênh Châu Gia Long. Tại clip dành về các cái sam núi đẹp. Thì tiếp theo em sẽ giới thiệu cho bác một tác phẩm sam núi cũng được đặt trên một cái hòn non bộ. Rất là đẹp và là nó cái này thì nó duyên hơn rất là nhiều. Các bác thoạt nhìn qua đã thấy tác phẩm sam núi này nó duyên hơn những tác phẩm kia rất là nhiều phải không ạ? Và cái này cũng làm được sạch sẽ, chúng ta có thể nhìn tổng quan hơn về cây. Tác phẩm này được ôm bò theo cái hòn non bộ này, cố định trên hòn non bộ này rồi. Một số cái tiểu cảnh cũng là sam núi được đặt ở bên kia.
số tiểu cảnh ở dưới này nhìn cũng rất là hài hòa các bác ạ. À, một chú tiểu ở Trăng Châu. Các bác ơi, hãy đánh giá về cái tác phẩm này các bác nhé. Tác phẩm này là một tác phẩm đẹp. Các cái nhì hoa nó đã ra sẵn này. Các bác ạ. Quay kỹ cho các bác thấy được đây, một số cái chi tiết của cái bộ lam chi. Nó đang nhú lên. Về cái cốt của nó các bác. Cốt này thì nhỏ các bác, cốt này khoảng 15 thôi. Em đánh giá đúng cái thực tế thì nó khoảng 15 thôi các bác ạ. Nhưng mà cái dạng của nó thì có sẵn, rất là cứng, rất là già, nhìn về nhưng mà già lắm rồi các bác. Già và duyên dáng. Thì đây cũng là tác phẩm cuối cùng em quay về các cái sâm núi ở đây. Các bác xem video thấy hay thì hãy ủng hộ em bằng cách là like, share, đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần và tạo động lực cho em làm những clip tiếp theo và những cái tác phẩm cây cảnh đẹp tại khu vực miền Nam để gửi đến các bác cùng xem và chiêm ngưỡng cũng như là tiền trong cái việc giao lưu với các bác. Thì về mùa dịch thì nay thì cũng em cũng không đi lại nhiều nên là nhưng mà ở khu vực Bình Dương thì em sẽ cố gắng quay những tác phẩm đẹp gửi đến các bác. Thì kênh Châu Châu Long sẽ phát hành video vào lúc 19 giờ hàng ngày. Các bác hãy đăng ký kênh và là dành thời gian vào lúc 19 giờ tối hàng ngày các bác nhé. Thì em sẽ đăng tải những clip đẹp về cái dòng cây cảnh tại khu vực miền Nam để gửi đến các bác. Và thân ái xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.